người con gái đứng nghiêng nghiêng vành non lá, đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiết tha, lòng nàng sao lưu luyến quá, hẹn hò một người đi xa mà năm tháng đã sân qua. Chuyện tình chung thủy có em bên bờ sông vắng, ngày ngày ra đón biết đâu anh còn nhớ chăng, lệ buồn đêm khuya thức trắng, chiều chiều nhìn theo ánh nắng lời thề ước dưới ánh trăng. Tình là tình cô đơn tái tê gió lạnh mùa đông, ngọn đèn sâu chiếc bóng nơi cô phòng, và mỗi lần chim én đưa tin con đò sáng son, môi mắt em chờ mong. Sâu thương đã lỡ trách chi xuyên tình giang sơ, đời người con gái chỉ có một lần ước mơ, nào ngờ tình duyên trắng trở, tình đẹp là tình bơ vơ chờ người đến bao giờ. Nào ngờ tình duyên trắng trở, tình đẹp là tình bơ vơ chờ người. Cảm ơn khán giả đã nhiệt tình ủng hộ cho thí sinh chúng tôi. Tại sao em biết ban nhạc thích màu tím? Bài em hát nó rất là buồn, mà chỉ có màu tím mới gợi lên cái nỗi buồn như vậy. Cái điều này em được cộng thêm điểm đó. Rất là vui luôn. Mặc dù nhìn hơi giống đi lấy chồng. Hãy xem họ đây nè. Em ngắm những chàng trai yêu nhạc, đam mê. Em la cái gì? Rồi nhảy cà tưng là sao? Trời ơi! Thôi nói thiệt là đó giờ không có làm con gái mà kiểu thước tha vậy vậy. Nên cho em lộ đi. Yeah. Vâng, em xin cảm ơn ban nhạc rất nhiều. Không thể không cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Nhà chia sẻ từ giám khảo Phi Nhung. Với chị thì cái bài hát này thì nó nhẹ nhàng, nó yếu điệu. Còn em thì em lại đổi qua cái khía cạnh khác. Nhưng mà chị rất là thích cái style này của em. Có lẽ là hơi mạo hiểm. Nhưng mà Hồng Gấm thì lỡ có máu liều rồi. Ví dụ mà thành công thì mình thổi một làn gió mới cho dòng nhạc này. Còn không thành công thì mình cũng đã thử rồi. Giám khảo Dương Triều Vũ. Khi mà nghe em hát á, là anh có thể cảm nhận được là em có một giọng rất là tuyệt vời. Em hát lên rất cao, rất sáng, đúng nhịp, đúng nốt, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo hết. Anh Đức Huy, đây, anh Đức Huy đây. Ý kiến kìa. Tôi nghĩ là bạn có một cái dáng dấp của một điệp viên. tại vì đó, từng cử chỉ, từng câu nói đó, nó cho tôi cái cảm tưởng như là kiểu nữ James Bond đó, mà trong tay áo còn giấu nhiều cái đòn cao lắm. Nếu các bạn cũng tò mò về Hồng Gấm thì hãy theo dõi chương trình và ủng hộ cho Hồng Gấm nhiều nha. Nhạc trỗi lên rộn ràng, chúc mừng Hồng Gấm. Xin bóng gao đang rơi vẫn
vang vang câu hò trên đường, niềm vui lan tỏa lan trên quê ta, đi thông đường để những chuyến xe to bao bóng qua. Hồng Linh ơi, đêm cao mây vần, hoa cùng em từng đêm tấn tròn, nối tiếp những mạch đường quê nhà, đi rộn ràng những chuyến xe qua, tình nghĩa quê em sáng tỏ. Soi đưa soi để em đi thông đường, kia gà rừng vàng gáy quê nương, vượt đèo ngang nào bạn ơi, tay lái ta dồn lên lời ca, hỏi cô gái chuyện ta vẫn làm hồng, bởi dòng xe em lòng em càng thâu tỏ, dù xem chơi đêm chơi ngày cùng trắng băng mà tình nghĩa em vì miền Nam bao yêu thương. Xin chúc mừng Ngọc Thúy. Chắc em phải học trường nhạc đúng không? Dạ vâng ạ, em đang học năm thứ tư của trường nhạc Viện Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ồ, khoa thanh nhạc. Dạ vâng ạ. Bây giờ tới năm nay thì nếu thi học kỳ em hát tác phẩm gì? Opera Levoto. Wow, đây có một người rất là mê opera đó là anh Hoàng Bách á. Nhưng mà không biết tại sao mà cùng hệ như thế mà anh lại bấm cho em, anh cũng thắc mắc vô cùng á. Xin mời phần phát biểu ý kiến của Minh Kha. Không hề liên quan. Có duyên quá ha. Bạn rất khó hát, có những cái đoạn nốt lên cao em chưa có tới. Phần đó cho anh Bách nói thì nó sẽ hay hơn. Tại vì chúng ta học ở trường, học ở nhạc viện thì chúng ta học không có micro. Nên cái việc xử lý âm thanh với micro nó cũng là một vấn đề nữa. Khi được thử sức ở trên sân khấu thì mình mới biết được là điểm yếu của mình là như thế nào. Tại vì giọng nữ hey la, thì mình cần đẩy hơi ra ngoài nhiều hơn một tí nữa là mình ém bên trong. Cái đấy là cái cách xử lý micro mình rất là cần. Cái thứ hai nữa là mình cần nghe nhiều hơn, bởi vì cái âm thanh mình nghe ở trường á là âm thanh trực tiếp mình nghe. Còn cái này qua monitor rồi thì mình rất dễ bị chênh phô. Thì như anh thời gian đầu đi hát, cái việc mình bị chênh phô nó cũng khá là nhiều. Bởi vì mình nghe âm thanh tổng thể nó khác hơn. Em nghĩ là mình còn rất là nhiều thiếu sót. Và đây là một cái nhận xét rất là tốt đối với em. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là ban giám khảo với cái phong cách với giọng hát như thế này thì nên hát bài nào sẽ tốt hơn cho thí sinh. Với cái thể loại như vậy em có thể em hát tương tự đi. Em lựa một cái bài nó cũng giống như vậy thì sẽ phù hợp với em hơn. Có cái bài Tàu anh qua núi. Em biết bài đó không? Anh thích bài đó lắm. Dạ vâng ạ, bài Tàu anh qua núi, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa. Đúng rồi. Chị cũng thích bài đó lắm luôn á. Tự tin nha, xin chúc mừng em. Phai nắng dấu mòn đưa lối, soi bóng chung đôi mà hoa chia phôi, sương lạnh chiều đông vương tiếng thở của người quên đời chờ, nghẹn ngào giờ tiếng đưa. Chợt thay lòng như rớt dư vô, đưa tiễn nhau đi ngại những đêm mưa, đêm chập chờn buông lên giấc mộng, anh vẫn thường gặp em như lúc xưa
dân nơi sân trường. Anh lên trường dám hứa em ở lại sâu. Vẫn nhớ hương chờ mà đắm trong nghẹn ngào. Mười năm mơ kết mấy thành hoa trắng, mấy vỡ hoa tàn tàn sớm mơ hoa. Em hãy về đây đêm sáng lạnh vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn trọn mơ. Em hãy về đây đêm giá lạnh vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn trọn mơ. Ca khúc này thì Hà cảm thấy Hà tự tin hơn, hát tốt hơn về nhịp, về phách, thì đôi khi nó có cái phần hơi cứng một chút xíu trong bài hát. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần lựa chọn nghệ sĩ biểu diễn tiếp theo thuộc về anh Đại Nghĩa. Anh Nghĩa ơi, nếu như là không phải là anh Nguyễn Đình Vũ thì anh sẽ chọn nghệ sĩ nào? Nếu như không phải là Nguyễn Đình Vũ thì anh sẽ chọn Nguyễn Đình Vũ. Chúng tôi đang rất tò mò hai bài hát của anh đấy. Hôm nay tôi đến đây đem hai ca khúc. Dạ. Một ca khúc sôi động, vui vẻ, nhiệt huyết, đôi chân thoăn thoắt, luyến thoắng. Ca khúc được mang tên Đừng Lừa Dối. Ồ, wow. Hợp đúng nha. Rồi ca khúc thứ hai, Liều Thuốc Cho Trái Tim. Liều Thuốc Cho Trái Tim. Hai ca khúc rất tuyệt vời. Dạ, anh sẽ hát bài nào trước? Tôi sẽ hát bài phù hợp với lại tính cách của tôi, Đừng Lừa Dối trước đi. À, tính cách Đừng Lừa Dối đúng không? Đừng Lừa Dối sẽ là ca khúc đầu tiên của anh Nguyễn Đình Vũ. Và còn 7 căn phòng, anh sẽ có sự lựa chọn của mình sau 10 giây. Thời gian bắt đầu. Cô ba đi. Cô ba đi, cô ba múa kìa. Và xin mời anh nhấn nút. Anh đã chọn số 4. Oh. Lẽ ra anh nên chọn số 3. Trong số 3, ông đứng ở trong, ông múa quá trời múa luôn. Có, em có thấy. Em thấy cái độ múa đó có thể được gọi là... Múa không kém em luôn. Đúng vậy. Em biết tại sao anh không chọn. Tại vì nếu mà chọn gì bạn đấy sẽ không sáng bằng anh Vũ. Chính xác. Và bây giờ sẽ là tiết mục của anh Nguyễn Đình Vũ cùng với người chơi trong căn phòng số 4. Xin mời. Anh mất xa xăm luôn mơ về chốn nào.
cha trở nên vu vơ. Thưa quý vị, đó là Đừng Lừa Dối. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca với anh Nguyễn Đình Vũ. 10 giây của quý vị bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc, cảm ơn quý vị rất nhiều. Mặc dù Khanh luôn là người phải đến chính chương trình, mình không có sắp xếp, nhưng tôi cảm thấy quan ngại với chính mình khi mà cái sự đồng điệu này nó đang diễn ra trên sân khấu và nguồn năng lượng gần như là giống nhau. Anh Vũ, anh nghĩ gì về nguồn năng lượng này? Cái áo trắng của em với của anh lúc đầu mình bị người ta dè biểu, cuối cùng mình ra khán giả vỗ tay quá trời. Không. Mấy anh chị dè biểu mình chắc cũng ngồi. Alo. Anh để em khúc này. Mời em. Thật ra nếu cái áo trắng đó nếu ở vai của bạn nam này thì không hề bị dè biểu. Được. Cái bạn kia mà cái áo trắng vô hợp lý hết sức. Đúng luôn rồi đó. Anh không? Dạ. Cái tấm mic áo trắng với cả cái quần da đẹp ngất ngây, cái giày màu trắng cũng đẹp ngây ngất. Nói chứ Ngô Đình Vũ, cảm ơn em. Khi em bước xuống đây em cất cái tiếng hát đầu tiên lên, tôi nói rồi vô rồi. Rồi cái đĩa xuống cặp giò của em. Cái anh móc cái giò anh trước. Dạ anh thấy em móc theo. Anh nói vô thêm một rồi. Thì đúng vậy là vô một khúc. Oh. Hay quá. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Dạ em xin được chào tất cả các anh chị ạ. Em hôm nay em rất là vui. Em tên là Đức Phạm. Và có bao nhiêu là em chơi bấy nhiêu với anh Vui. Bởi vì là mình đã xác định mình đã tới đây rồi mà gặp anh. Em cũng theo dõi anh rất là lâu rồi và thấy là cái nguồn năng lượng của anh tỏa ra trên sân khấu quá đẹp, quá tuyệt vời, quá tuyệt, quá tuyệt vời. Nhưng mà qua cái phần trình diễn này nè, anh mới nhận ra một cái điều. Khi chia tay chúng ta thường hay có hai cái thái độ, đúng không? Dạ. Với bạn Đức Phạm á, là một cái thái độ chia tay rất văn minh. Em về đi. Đúng à, rồi đó. Cái kiểu mà chia tay mà vẫn có thể làm bạn được, đúng không? Không, cái kiểu cái anh còn anh Vũ làm nè. Em về đi. Đó, vậy đó. Vậy đó. Tuấn Nghĩa, nói giùm anh một câu coi có không? Em từ nãy đến giờ em không nói được câu nào nữa rồi. Thấy chưa? Người ta muốn bên em mà mọi đúng, người đúng không? Em đang nói là mọi người nói đúng quá, em đúng không nói được câu nào nữa. Bây giờ sẽ là chia sẻ của chị Nguyễn Hải Yến. Cái bài hát này bạn hát giống như kiểu bạn đang đi chơi, đi dạo. Hát rất tự nhiên. Và chính bản thân Hải Yến là cái người bị cuốn theo cái gương mặt của bạn, những cái bước chân của bạn, những điệu nhảy của bạn, cái cách mà bạn thể hiện trên sân khấu. Vâng, cảm ơn phần thể hiện của Đức Phạm cũng như là những chia sẻ của các khách mời. Còn bây giờ thì Khanh mời quý vị giải lao trong ít phút trước khi đến với những tiết mục tiếp theo. Bây giờ sẽ là tiết mục Xin Lỗi Tình Yêu. Từ đây anh sẽ dối em, dù
con tim thật lòng với người anh yêu. Trời ơi. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Thời gian bình chọn đã kết thúc rồi và chúng tôi sẽ giữ bí mật con số này sau khi 8 tiết mục song ca hoàn thành. Đầu tiên cho Khanh gửi lời chào đến bạn. Lời nói đầu tiên cho phép em xin được gửi tới 4 vị khách mời cũng như khán giả có mặt tại trường quay và tất cả khán giả đang theo dõi chương trình. Một lời chúc sức khỏe cũng như là một lời chào trân trọng nhất. Xin chào bạn, tên của bạn là gì ạ? Dạ, em tên là Nguyễn Văn Hoàng. Xin chào Nguyễn Văn Hoàng, công việc hiện tại của Hoàng là gì? Dạ, công việc hiện tại của em là đi hát tự do. Dạ, cảm ơn Nguyễn Văn Hoàng rất nhiều. Các khách mời, chúng ta có chia sẻ gì về tiết mục này không ạ? Em có sở hữu được một cái giọng hát rất là đặc biệt. Và anh Vũ nghĩ trong thời gian tương lai sắp tới rằng là chúng ta sẽ có cơ hội làm việc với nhau đó. Anh Nghĩa ơi, anh nghĩ gì khác không ạ? Cái bài này thật ra bây giờ nếu như mà em hát một mình thì cũng hay. Còn nếu như một mình Yến hát cũng hay luôn. À, lần đầu tiên anh nghe Yến hát cái bài này anh cũng giật mình luôn. À, cái giọng của Yến hay thì từ xưa tên anh vẫn biết. Cho nên đây là hai cái phiên bản đặc biệt hay mà ráp lại vô với nhau thì nó cũng là một cái bản hay luôn. Chúc mừng cả hai. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời rất nhiều và hy vọng rằng Nguyễn Văn Hoàng sẽ nhận được phần trăm bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay thật là cao. Biết đâu bạn ấy sẽ là hai người có phần trăm bình chọn cao nhất. Còn bây giờ thì hãy cùng Khanh giải lao trong ít phút quý vị nhé trước khi đến với những phần tiếp theo. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt và bây giờ chỉ còn có Tuấn Nghĩa sẽ là nghệ sĩ sau cùng bước lên sân khấu song ca với các người chơi. Không biết là hai bài hát Tuấn Nghĩa mang đến ngày hôm nay là gì nè? Hôm nay thì Tuấn Nghĩa mang đến đây cái ca khúc đầu tiên là một liên khúc là Anh Còn Nợ Em và Anh Còn Yêu Em. Ca khúc thứ hai là ca khúc Nếu Điều Đó Xảy Ra. Không biết Tuấn Nghĩa sẽ lựa chọn tiết mục nào để biểu diễn trước? Tuấn Nghĩa sẽ chọn cái liên khúc trước. Liên khúc Anh Còn Nợ Em và Anh Còn Yêu Em. Và bây giờ chỉ còn 5 căn phòng, bạn cũng sẽ có 10 giây để đưa ra quyết định của mình. Thời gian của Tuấn Nghĩa bắt đầu. Em biết em chọn số nào rồi. Bạn đã chọn căn phòng số 2. Tại sao lại là số 2 ạ? Bởi vì là Tuấn Nghĩa lúc đầu nghe thấy có một cái bạn hát bài Chiều Một Mình Qua Phố. Cái phong cách ăn mặc và cái phong cách biểu diễn nhìn qua sẽ gần với Nghĩa. Phong cách ăn mặc. Mà làm sao em biết được cái bạn đó là cái bài hát cái bài đó? Đúng rồi, làm sao em biết chắc chắn? Em đoán thôi, con người ra sao của Chiêm Bao nó là vậy, giọng hát nó cũng là vậy luôn. Em nhìn ở kia là bạn ấy đã mặc vest này rồi xong tóc tai thì chải gọn gàng này. Ủa bạn nào ở đây mà không chải gọn gàng em? 74 đúng không, lịch sự đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức tiết mục của Tuấn Nghĩa. Anh còn yêu em như ngày xưa ấy. Chiều xuống mưa sương, cửa đóng rèm buông, vui
kề bên gối, môi kề bên môi. Anh còn yêu em, đường xanh ngực nữa. Anh còn yêu em, lòng tim dạn vỡ. Bạch đàn thâu đêm, bạch đàn thâu đêm, thầm thì tóc rủ. Giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Thời gian bình chọn đã kết thúc và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai. Dạ, em xin được chào bốn vị khách mời, anh MC Bạch Công Khanh và cùng toàn thể các khán giả tại trường quay cũng như là các khán giả đang xem trên truyền hình ạ. Xin chào bạn. Em tên là Quốc Phú và hiện tại thì em đang là ca sĩ tự do. Xin chào Quốc Phú. Nhìn bạn có vẻ như còn rất trẻ, không biết năm nay bạn bao nhiêu tuổi ạ? Tuổi chính xác của em là 22 tuổi ạ. Dạ. 22 tuổi mà chất giọng như thế này thì... Hoài nghi nha, có chút hoài nghi. Em nghi gì? Em nghi, em biết vì sao không? Làm sao mà 22 tuổi người ta 22 tuổi thường là người ta vừa mới trải qua một cái tình yêu đẹp, một cái cuộc đời một, không hề phải va vấp một tí gì, không hề trải nghiệm một tí gì, sao hát trải nghiệm quá nhớ. Dạ. Chị ơi, với những cái người mà có cái chất giọng mà trầm như thế này thì thật sự là yêu sớm lắm giống như. Ủa em. Sao tự nhiên giờ kéo cái giọng cho đúng vậy, nghĩ hát giọng hồi cao nãy, lắm mà. Hồi nãy anh nói chuyện giọng cao lắm, tự nhiên cái thấy thí sinh của mình hát trầm cái giờ hạ giọng mình xuống. Hạ ghê luôn. Tuấn Nghĩa ơi, bạn cảm thấy như thế nào về tiếng hát của Quốc Phú? Quốc Phú có một cái giọng hát rất là đẹp. Và các anh chị đã thấy chưa? Ôi trời. Các anh chị đã thấy cái sự gọi là chọn, lựa chọn quá chuẩn xác chưa? Chỉ cần nhìn mỗi cái bấm của bạn ấy ở bên đằng sau cái tấm rèm thôi là đã đoán được là bạn ấy hát cái dòng nhạc của mình rồi. Vừa mới bước ra thôi. Trời sao mà đẹp trai quá vậy? Bây giờ trai đẹp là phải để cho chị Nguyễn Hải Yến nhận xét. Đúng chính rồi, xác. Thật ra là như thế này. Ngoài cái việc mà mê đẹp trai ra thì em cũng mê giọng hát. Cái này phải nói thiệt. Tức là khi mà bạn ấy cất giọng hát đầu tiên là Yến sở thế ra gà nha. Vâng. Tức là một cái sự ngạc nhiên khủng khiếp luôn.
là tại sao bạn ấy sở hữu một cái giọng hát đẹp như thế. Mà cái điều đặc biệt hơn ý, khi mà Phú chia sẻ là năm nay bạn mới có 22 tuổi, thì với cái tuổi đời đó, với cái sự trải nghiệm đó mà sở hữu cái giọng hát mà ý nghĩ rằng là của một cái người đàn ông trưởng thành cỡ khoảng 30-40 luôn ý, và ý nghĩ rằng là bạn có thể lựa chọn cái dòng nhạc tình này để làm cái dòng nhạc mà bạn có thể theo đuổi và chinh phục khán giả của mình trong thời gian tới. Chúc mừng bạn. Rất cảm ơn chia sẻ của chị Hải Yến. Anh Đại Nghĩa ơi, anh nghĩ gì ạ? Em rất là trẻ mà em hát nó đầy cảm xúc, chứ không phải hát một cách hời hợt nha. Trời ơi, cái giọng ngoài, cái giọng đẹp ra nó có cảm xúc, mà đó mới là cái điều nó chạm được tới trái tim của người nghe. Là trời ơi, trời, đừng lại, dừng lại. Em đừng cười được không? Ôi, chết chị em. Đau tim hả chị? Yến ơi, tém đi ơi. Chị sao vậy? Sao tôi cười với chị mấy năm trời chị không bao giờ cho tôi cảm giác này hết. Lúc nào tôi cũng này. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời rất nhiều, và Khanh tin chắc rằng quý vị khán giả tại trường quay cũng có những lần phải nổi da gà với cái tiết mục này, đúng không ạ? Bây giờ sẽ là tiết mục chia cách bình yên với phần biểu diễn của chị Hải Yến cùng với người chơi trong căn phòng số 8. Người ta yêu, nào đâu cứ phải bên nhau đến cùng. Giờ
vị, bây giờ sẽ là thời gian dành cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay. Và mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng mà quý vị khán giả sẽ chỉ dựa vào tiếng hát và phần trình diễn của người chơi. Chị Nguyễn Hải Yến chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho các bạn tỏa sáng mà thôi. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Dạ, xin giới thiệu chào tên anh của mình nha. Công Khanh. Xin chào chị Yến. Em là Châu Ngọc Hiếu và xin chào các anh chị khách mời ạ. Và chào tất cả quý vị. Dạ, hiện tại em là ca sĩ tự do và em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin cảm ơn. Không biết cảm xúc của chị Hải Yến như thế nào? Không biết là Hiếu đã đi hát lâu chưa nhỉ? Dạ, em đi hát năm nay là tròn 10 năm. Như cá nhân của Hải Yến thì lần đầu tiên để đứng trên sân khấu là cách đây 15 năm trước. Và đến giờ phút này thì vẫn là một Nguyễn Hải Yến và vẫn là một Hải Yến như ngày xưa. Không có điều gì làm thay đổi cái điều đó cả. Bởi vì sao? Cái tình yêu âm nhạc ở trong mình rất là lớn. Và cái điều đó thì Yến nhìn thấy ở bạn ngày hôm nay. Cái tình cảm, cái tình yêu mình dành cho âm nhạc ấy, mình đong đầy trong cái cảm xúc của mình, trong cái bài hát của mình. Và một cái điều nữa là gì? Là bạn ấy rất là biết dìu dắt, tức là biết gọi là giao lưu với cả nghệ sĩ ca sĩ này, biết làm cách nào để cho Hải Yến có thể cảm thấy rằng là gần gũi với bạn hơn, mặc dù lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Và Yến hy vọng là quý vị khán giả cũng cảm nhận được điều đấy để bình chọn cho bạn trong ngày hôm nay. Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của chị Hải Yến rất nhiều. Cho anh hỏi Hiếu là đây có phải là bài hát mà bạn đầu tư nhất trong số 8 bài hát mà bạn phải tập không? Em hát mỗi bài một khúc được không? Thôi bây giờ nếu như được lựa một bài. À, thì bạn sẽ thử một câu cho bạn. Em thấy có một bài này chắc là sẽ rất là hợp với anh Vũ. Giọt sầu nào vỡ nát trong tim mong người vô giấc bao đêm, tim hoài cõi mơ nghe như chơi vơi khi bao yêu đương hoa màu. Anh Vũ có công nhận không? Nhiều khi đây mới chính là liều thuốc cho trái tim của anh đấy. Chúng ta đã từng diễn chung sân khấu rất là nhiều. Và ở bất kỳ lúc nào Vũ gặp bạn Hiếu cũng trong cái trạng thái là luôn luôn sẵn sàng để cháy hết mình ở trên sân khấu. Hôm nay ca khúc mà Hiếu hát với lại chị á là chưa hết đầy đủ khả năng của Hiếu đâu, Hiếu còn có khả năng nhảy hát và vũ đạo nữa cơ. Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn anh Vũ rất nhiều. Cảm ơn anh Vũ. Thế còn Đại Nghĩa anh nghĩ gì ạ? Hát cùng với Yến đâu phải là chuyện đơn giản. Trời ơi, Yến hát cái giọng nội lực mà hay như thế, mà khi em hát cùng với Yến không có cảm giác khập khiễng khi hai giọng hát này hòa với nhau. Cảm ơn hai em. Nghĩa ơi. Hết hồn. Dạ. Dạ không, Tuấn Nghĩa ơi. Nghĩa ơi. Dạ. Giới thiệu với mọi người, Châu Ngọc Hiếu là người bạn thân nhất của Tuấn Nghĩa kể từ khi mà Tuấn Nghĩa đi từ ngoài Hà Nội và trong thành phố Hồ Chí Minh này lập nghiệp. Thì những cái ngày tháng đầu tiên mà Tuấn Nghĩa vào trong này thì chưa có xe, cũng chưa có một chỗ ở cố định. Thì kể cả đường xá cũng không biết gì hết. Thì Hiếu là cái người bạn mà ngày nào cũng sang đón và dẫn đi giới thiệu cho người này, giới thiệu cho người nọ. Để có Tuấn Nghĩa ngày hôm nay thì cái phần của Hiếu cũng không nhỏ. Một tràng vỗ tay. Một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của các khách mời cũng như là tình cảm của quý vị khán giả tại đây đã dành cho Châu Ngọc Hiếu. Và Khanh hy vọng rằng phần trăm bình chọn của bạn cũng sẽ cao. Còn bây giờ... lạnh lùng trong băng giá như ánh sáng như mặt trời. Không, anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong băng giá. Yêu em mãi như mặt trời, người trái tim cháy yêu thương. Ngày nào đó nếu anh dư sẽ không còn loài người chìm trong đêm giá băng, và từng người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng. Anh bên em vẫn cô đơn, anh xa em dù gần, con tim ta như đã lạnh,
sẽ không còn loài người chìm trong đêm giá băng, và từng ngày sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng. Anh bên em vẫn cô đơn, anh xa em dù gần, con tim ta như đã lạnh buốt giá. Trong băng giá như ánh sáng như mặt trời, không anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong băng giá. Còn trong gì và anh bên em vẫn cô đơn, anh vẫn xa em dù gần, con tim ta như đã lạnh buốt giá. Một ngày nào đó nếu anh xưa sẽ không còn loài người chìm trong đêm giá băng, và từng người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng. Anh bên em vẫn cô đơn, anh xa em dù gần, con tim ta như đã lạnh buốt giá. Không, anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong băng giá. Sẽ là thời gian để quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca với ca sĩ Tuấn Nghĩa. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Xin chào bạn. Chào Bạch Công Khanh. Chào Tuấn Nghĩa, Nguyễn Đình Vũ, anh Đại Nghĩa và chị Hải Yến. Vâng ạ, em tên là Lê Huy. Hiện tại công việc của em là ca sĩ cũng như là làm biên tập chương trình. Về cái nguồn năng lượng thì bỗng nhiên tôi gặp cái nguồn năng lượng của bạn, tự nhiên cái tôi bỗng nhiên trưởng thành hẳn. Tôi không còn nhoi nữa. Cái nguồn năng lượng của bạn thì Hải Yến nghĩ rằng là bạn là một cái người mà cực kỳ nhiều năng lượng luôn. Và như người ta thì thường nó sẽ phân bổ, chia đều. Nhưng bạn là từ đầu đến cuối cái nguồn năng lượng của nó vẫn giữ nguyên luôn. Thì nhiệm vụ của Tuấn Nghĩa, nhiệm vụ của các khách mời là hỗ trợ mà. Nhưng mà. Nên là bạn ấy yêu cầu như thế nào thì mình thế thôi. Đấy Nghĩa ơi, hát đi. Bạn ấy cứ việc phiêu bên trên cao. Không, nhưng mà phải công nhận là bạn ý, bạn nam của chúng ta sở hữu một cái giọng hát rất là cao, cái âm vực rất là rộng luôn. Bạn Tuấn Nghĩa đến đây đúng không? Để hỗ trợ cho bạn thì ngày hôm nay thực sự là bạn đã làm cháy, làm bùng nổ cái sân khấu này rồi. Chúc mừng bạn. Cảm ơn Tuấn Nghĩa. Cảm ơn chia sẻ của chị Hải Yến. Chứ còn anh Đại Nghĩa ạ. Anh thấy giống như mình đang qua một câu chuyện cổ tích á.
chuyện cổ tích. Cổ tích nào mà bão to thế anh? Thì đó em như một con thỏ, xung quanh là một con sói đang rình mồi. Bởi vì cái bạn này là không có đứng yên một chỗ. Vờn, vờn mồi chạy vòng 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 sa răng anh em. Cảm giác muốn chụp mồi bất cứ lúc nào luôn vậy đó. Mà bạn thỏ kia thì vẫn cứ hồn nhiên. Gió thổi tóc nhẹ nhẹ bye bye. Đó. Cảm ơn Lê Huy rất nhiều và hy vọng rằng năng lượng này của anh sẽ giúp cho anh có một phần trăm bình chọn thật cao từ phía quý vị khán giả tại trường quay nhé. Còn bây giờ thì Khanh mời quý vị chúng ta. Một phút thôi cho em gần anh, lạc lầm một phút thôi cho em hy vọng. Một phút thôi cho em gần anh, ngồi lại một phút thôi cho em nhớ lại. Và quá khứ như đang ngủ say, chờ sạch mình nhớ ra ký ức hôm nào. Từng giấc mơ đang quay về đây, dù chỉ là thoáng qua trong tim em này. À thì ra ngày xưa đôi ta đã yêu, nhưng vì ai đó hơn ghen ghen đùa bao điều, làm đôi ta gần nhau nhưng sao quá xa. Để rồi đôi ta lại quay lưng không thấy nhau. Vì sao trong cuộc sống mang bao trái ngang, vô tình đôi ta hợp tan chia ly bao lần. Dù mai đây mình chia đôi hai thế gian, nhưng điều sâu cuối mà con tim em ước mơ, có anh mãi mãi bên em. À thì ra ngày xưa đôi ta đã yêu, nhưng vì ai đó hận ghen ghen đùa bao điều, làm đôi ta gần nhau nhưng sao quá xa. Để rồi đôi ta lại quay lưng không thấy nhau. Vì sao trong cuộc sống mang bao trái ngang, vô tình đôi ta hợp tan chia ly bao lần. Dù mai đây mình chia đôi hai thế gian, nhưng điều sâu cuối mà con tim em ước mơ, có anh mãi mãi. Xin chúc mừng Thùy Khanh đã hoàn thành bài hát của mình. Em bắt đầu sáng tác từ bao giờ vậy Khanh? Dạ, cuối năm 2011 ạ. Wow, tới nay thì nếu mà tổng kết lại em nhớ là có bao nhiêu bài không? Dạ, nếu mà tổng kết lại tất cả nhạc phim lẫn nhạc em sáng tác thì chắc khoảng 50 bài ạ. Wow. Ca khúc đầu tiên em có duyên để đến với công việc nhạc sĩ của em là ca khúc Hello Cuba. Oh. Và sau đó là một số nhạc phim truyền hình. Và bây giờ thì thôi mình nhìn thẳng vào sự thật đúng không? Mình lớn rồi. Dạ vâng ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái chéo đấy. 7 cái chéo. Chéo chéo chéo. Khanh cảm thấy rất là tiếc khi mà có 7 người bấm nút chéo. Minh Khang, tại sao bạn không bấm? Bạn cũng là nhạc sĩ, bạn hiểu đúng không? Nếu mà tôi có 10 cái nút bấm ở đây nữa, tôi cũng sẽ không bấm. Bởi vì tôi đồng cảm, tôi chia sẻ được với em một cái điều là em viết được nhạc là cái điều đáng quý vô cùng cho một người nghệ sĩ trẻ như thế này. Em hãy cố gắng hơn nữa. Nếu em không phải nằm ở trên khi đi tiếp cuộc sau thì em vẫn phải giữ được cái lửa, em viết sáng tác đi. Sáng tác viết nhiều vô rồi hát đi rất nhiều. Chắc chắn một ngày nào đó em sẽ thành công đến với em. Chắc chắn một điều. Em rất là Minh Khang ạ. Em sẽ cố gắng phát huy về sở trường nhạc sĩ của em, cố gắng hết trên con đường của mình. Anh cũng muốn có một cái chia sẻ với em thêm là có lẽ là em cần phải đi học thanh nhạc nếu thực sự muốn đứng trên sân khấu này. Bởi vì em có giọng nhưng không phải là không có giọng, tuy nhiên cái hơi thì còn rất là yếu. Dạ, vâng. Và có lẽ là em cũng chưa đứng trên sân khấu để hát nhiều bằng cái việc mình sáng tác, cho nên là anh bấm thêm thì cũng thế thôi. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh ạ. Anh nghĩ là nên đưa ca khúc này cho những anh chị nghệ sĩ khác có tên tuổi rồi hát ca khúc em thì sẽ hay hơn nhiều. Chẳng hạn như anh Đức Huy. Dạ. Anh Đức Huy vừa làm một cái tên lớn mà còn có tuổi. Cảm ơn ban nhạc quyền năng. Chúng ta bây giờ sẽ cùng nghe sự chia sẻ từ ban giám khảo. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Em có lợi thế là em sáng tác được nhạc. Tuy nhiên thì mình sáng tác hay nhưng mà chưa chắc mình hát hay. Cái bài em vừa hát vừa rồi á, cái melody của nó rất là đẹp, rất là hay, nhưng mà có điều là có thể giọng em không hợp. Xin cảm ơn. Em cảm ơn anh ạ. Nhưng mà em cũng đừng có buồn, có một món quà ngay sau đây tặng em.
chỉ còn gần em một giây phút thôi. Em xin cảm ơn. Một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Tiếp tục sáng tác nha em. Tiếp tục sáng tác. Okay. Người theo cánh chim về vui với. Một bầy chim én đưa tin Chúa xuân rắn chân thật xinh. Mình là Thái Ngân. Từ nhỏ Thái Ngân rất thích những người có tài năng đặc biệt như có thể nằm trên bàn trong, hít 500 vào người. Và Thái Ngân cũng muốn mình trở thành một người đặc biệt giống như họ. Thái Ngân có thể nhái được tất cả các giọng của vùng miền khác nhau. Thái Ngân có thể làm trò cho mọi người vui. Và đặc biệt Thái Ngân rất là thích hát. Thái Ngân muốn đem tiếng hát của mình gửi đến mọi người. Mong mọi người hãy đón nhận Thái Ngân nhé. Cảm ơn em. Cái tâm trạng của nhân vật trong bài hát có bao giờ em trải qua giống như vậy không? Dạ, chắc có một lần. Có một lần. Dạ. Chúng ta cùng xem kết quả, xem ban nhạc ai thích, ai không thích, ai bấm nha. 1, 2, 3. Chúng ta chỉ có 3 mà thôi. Hải Phượng. Phượng rất là thích cái giọng của bạn. Khi mà bạn cất tiếng ca lên đó, thì mình cảm thấy như là những cái nỗi niềm chất chứa trong tâm hồn của một người nào đó, nhưng mà được thể hiện qua cái giọng của bạn, qua cái tâm hồn của bạn. Và Phượng cảm thấy rất rất là thích. Dạ, em cảm ơn chị. Xin cảm ơn ban nhạc chúng ta chia sẻ nha. Giám khảo Phi Nhung xin mời chia sẻ cảm xúc ngay bây giờ. Chào em. Dạ, em chào chị. Nhìn em rất là thùy mị, dễ thương. Và giọng hát thì ngọt, ngào. Xin cảm ơn giám khảo Phi Nhung. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Em có một cái nét mặt rất là hiền. Những cái nốt mà em ngân á, rất là ngọt ngào, nhưng mà tính gì em xuống thấp quá cho nên em không có làm chủ được cái giọng của em, nó hơi tuột, nó hơi phô chút xíu. Trở lại phần 2 thì anh mong rằng anh sẽ chọn một bài rất là dễ cho em. Em biết cái bài Chuyện Tình Không Dĩ Vãng không? Dạ em biết ạ. Nhưng Triệu Vũ có đồng ý với bài đó không ạ? Vũ thấy đó là một bài thích hợp với lại giọng của em. Cho một tràng pháo tay cổ vũ tinh thần thí sinh của chúng ta. Quay trở lại. Chiều đó ai biết lúa mấy cây, biết ý sông, biết sông mấy khúc. Mây tầng biết mây tầng đố ai quét sạch thích. Nhưng mà bây giờ để Phi Nhung chọn để chứng minh cho ban nhạc thấy là giọng của em rất là hay, rất là ngọt ngào. Em sẽ là ca sĩ chính của ban nhạc. Chị chọn cho em Ru Lại Câu Hò. Ru Lại Câu Hò. Đó là bài hát thứ hai mà bạn có thời gian chuẩn bị để quay lại. Chúc mừng Nhã Phương. Yeah. Cảm ơn chị. Sao anh Huy buồn quá vậy anh Huy? Anh nhìn có vẻ giống như anh thù em lắm vậy. Đâu có, tôi đang lắng nghe. Tôi đang lắng nghe và tôi tưởng tượng là giọng cô sẽ như thế nào trong cái bài. Không, anh tin em đi. Lần này được. Vâng. Cố lên nha, cho mượn nha. Dạ. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng gặp gỡ sự chia sẻ của thí sinh tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Xuân Lộc. Đam mê lớn nhất của cuộc đời mình đó chính là ăn và ca hát. Mình có thể làm tất cả mọi thứ để phục vụ cho công việc ca hát của mình. Trước đây thì mình
là một chàng trai nặng 120 cân. Với cái thân hình mà quá khổ như vậy thì mình không thể nào mà tự tin để đứng trên sân khấu thể hiện khả năng của mình được. Và mình đã quyết định tham gia vào một chương trình nhảy múa và giảm cân. Mình đã giảm được 33 cân. Với cái thân hình hiện tại thì mình cảm thấy rất là tự tin để tham gia chương trình Ban Nhạc Quyền Năng. Đã biết anh yêu em yêu thật chân tình, cớ sao em lừa dối. Ánh mắt xa xăm luôn mơ về chốn nào, thế mà sao em còn vu vơ hoài. Yeah, có nói cũng thế, có trôi cũng thôi, thôi không yêu nữa, quan tâm làm chi em hơn. Rồi tin yêu em về đi, không buồn không giận đâu, không yêu nhau thì thôi. Chỉ thấy người ơi, khi yêu đừng nên dối trá, chớ nên vu vơ. Đã hết yêu nhau thôi, không còn mong chờ, nhớ làm chi? Xin đừng đến. Đã biết bao lâu em luôn lừa dối anh, nếu còn yêu đâu cần vu vơ nhiều. Làm chi em ơi, em về đi thôi rồi không còn chi. Trong tim anh giờ đây biết sẽ vụt bay, tình xưa đã chết, đã hết rồi tình yêu. Em về đi không buồn không giận đâu, không yêu nhau thì thôi. Xin tình người ơi, khi yêu đừng nên dối trá, chớ nên vu vơ. Everybody, em về đi thôi rồi không còn chi. Trong tim anh giờ đây biết sẽ vụt bay, tình xưa đã chết, đã hết rồi tình yêu. Buồn không giận đâu, không yêu nhau thì thôi. Chỉ tình người ơi, khi yêu đừng nên dối trá, chớ nên vu vơ. Em cảm thấy bài hát của mình như thế nào? Nói chung là em hát được hết bài là em mừng. Yeah. Tại sao em lại nói như vậy? Cái bài này đâu có khó lắm đâu. Yeah, nhưng mà tại vì em bị tâm lý rung lắm nên là khi mà em lên là em bắt đầu quên hết lời, nhưng mà tự nhiên cái em nhớ được lời thì em mừng lắm. Em nghĩ là em có bao nhiêu dấu X? Dạ chắc nhiều lắm. Đằng sau quay. Dạ ít hơn 8. 5. Trước khi lên sân khấu mình đã dự đoán là mình sẽ tới 8 nhà công bấm không chọn mình. Minh Kha, tại sao bạn là người bấm đầu tiên? Bài này nó cần phải thể lực rất là nhiều. Tại vì em vừa hát em vừa nhảy, mà em phải cần phải có sức khỏe và cái giọng em phải tốt, em mới điều khiển được cái giọng của em. Dạ. Nên khi sau có phần giảng đấu rồi em đầu tục và đi luôn, đi xa lắm, đi về lên xa lắm. Ok, thứ tiếc, anh bấm em. Có những cái đoạn bạn lấy hơi không kịp và có thể là lúc đó bạn mãi nhảy cho nên là nó bị hụt với lại nhịp của ban nhạc, và tôi hoàn toàn đồng ý với lại cái số X ở đây. Chương trình này là lần đầu tiên Lộc thử nghiệm bản thân mình với cái việc ca hát trước tất cả khán giả và còn là ca hát với ban nhạc. Anh Mạnh Quỳnh, anh thấy làm sao? Anh thấy thì em có giọng em thì cũng tốt đó, nhưng mà anh thấy giống như là Minh Kha nói là càng về sau em càng tụt xuống rồi nó đi đâu luôn à. Theo chị thì giọng em dễ thương hay, nhưng mà ở đây em bị có một cái là em bị lo ra. Giọng dễ thương là sao? 1, 2, 2 dở chứ dễ thương là sao? Không dễ thương còn hay là thôi, khác chẳng lẽ nói gì? Trời, em có một giọng hát rất là trừu tượng luôn á. Không, thì giọng rất là hay, dễ thương đối với chị. Hồi nãy lúc mà đầu em mới bước ra đó, cho dù anh thấy là cái cơ thể em nó lớn anh, nhưng mà em lại rất là uyển chuyển, và cái nhịp nhàng của em lúc mà em lắc, em nhảy rất là đẹp. Và Vũ rất là thích thú với lại cái tiết mục của em. Nhưng mà từ khi mà em bước từ trên đó em bước xuống, hát bị lệch nhịp, rồi không đúng nốt. Tiếc cho em là em chỉ cần một người nữa chấp nhận thôi là em có thể hát được trong vòng thứ hai rồi. Một lần nữa rồi. Yeah. Giọng rất tốt, là tiếc luôn. Giọng tốt. Lộc xem đây là một cái sự trải nghiệm đầu tiên của mình. Và không những vậy, mình còn được tặng quà nữa. Và món quà này sẽ là một trong những dụng cụ mà Lộc sẽ dùng nó để giảm cân, để phục vụ cho sự nghiệp của bản thân. 3, 4 đục dậy. Em về. Thank you, my man. 2, 3, 4 đục. Xin cảm ơn. Xin lỗi. Mời quý vị chào đón thí sinh tiếp theo của ban nhạc. Miền Tây quê tôi
gạo trắng nước trong bốn mùa cây trái. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Dương Ngọc Hải. Đến với chương trình này thì em mong là nhận được nhiều kinh nghiệm hơn để làm hành trang bước tiếp trên con đường nghệ thuật của mình. Sở thích của em là du lịch đây đó. Ngoài ca hát ra em còn có thể chơi đàn, chơi đánh trống. Rất mong nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả dành cho em cũng như tất cả các thí sinh đến với cuộc thi này. Gặp em từ buổi xem nhạc, giọng ca ngọt êm xiết bao, lời ca bóng như lao sao mà lòng anh thấy như nào nào, tựa như giấc mơ phương nào. Từ khi gặp em anh buồn, lòng anh thầm nghe vấn vương. Từ dạo ấy đến hôm nay mà sao anh vẫn như không hay, để anh nhớ thương ngày đêm. Cho lòng với bữa đắng cay, xin em chớ vội lấy chồng như người ta hát diêu bông, như người ta trách lá diêu bông. Chờ em chờ đến bao giờ để anh dễ thêm giấc mơ? Thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Đành ấm mối tương tư đâu, thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Ngọc Hải ơi, em hát bài này mà ca sĩ Mạnh Quỳnh đã hát. Sao em gan quá vậy? Hay là em hát bài này để cho Mạnh Quỳnh dễ nhận xét phải không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà trước hết hãy xem ban nhạc Hồ Biến. Bộ trật nhịp sao vậy anh Thắng? Hình như tối hôm qua em thiếu ngủ đúng không? Hay là lên sân khấu em bị khớp. Dạ. Sao nhìn thấy giống thầy phong thủy của người ta? Do cảm giác lúc đó em thật sự là rất là hồi hộp và run. Còn Minh Kha? Cái bài này nó hơi khó hát một chút. Một vài nốt khúc cuối á, em phải bị thiếu hơi trong đó. Nên rất tiếc em phải bấm cái chọn cái đó. Xin cảm ơn. Chúng tôi xin mời tiếp tục sự chia sẻ từ các thành viên ban giám khảo. Em có cái chất giọng rất là tốt. Nhưng mà có điều em ca chặt chữ rất là nhiều, như là chữ ôm thì chữ hôm là em cứ hôm không à. Thì em có thể ca một chút xíu về giọng miền Tây á, em ca giọng ha. Anh về miền Tây đường quê nghe tiếng ai hò, sông nước lăn tăn buồn trôi theo ánh trăng non. Em cũng thấy tiếc, tại sao không chọn bài hát này? Sau khi nghe em hát cái ca khúc mà dân ca miền Tây đó, em không cần suy nghĩ tới em cũng có thể hát được rồi. Và em hát một cái là chạm tới trái tim mọi người ngay lập tức. Dạ, xin cảm ơn. Lên. Thì đến với cuộc thi này thì được chương trình tặng cho một món quà. Một trái tim rất là dễ thương. Em hãy giữ nó và làm kỷ niệm từ chương trình của chúng tôi. Dạ, xin được cảm ơn em. Kính chào ban giám khảo. Nhau đây rồi chia tay, ngày dài như đã vụt qua trong phút giây. Niềm hăng say còn chưa phai, đường trường sông núi hẹn mai ta xung vầy năm sau. Thưa quý vị, hãy tiếp tục làm quen với thí sinh tiếp theo của chương trình. Xin chào cả nhà, mình là Trích Lương, biệt danh của mình là Hot Girl đẹp trai. Nghề nghiệp chính của mình là hát hay, ga lăng lùng lộn. Nghề nghiệp phụ của mình là siêu nhân tam giáp xanh, để giải cứu thế giới.
đến với chương trình Ban Nhạc Quyền Năng. Xin mời quý vị đến với thế giới của Trích Lương, sẽ đem đến cho quý vị thật nhiều điều bất ngờ và thú vị. Hãy ủng hộ cho Trích nhé. Em con gái gì đâu mà suốt ngày chỉ lo quậy phá, tương lai còn dài và những lập sao cho nhanh khá. Thích phá làng trên rồi đi phá làng dưới, khi chẳng rồi lại chạy lung tung hay là do em muốn ở giá. Em đứa con gái lớn rồi, giờ đây suy nghĩ đã khác. Em sẽ ra đi đến những gia đình mình em gánh vác, dù cho buồn bã đi lấy chồng xa, cha mẹ quê nhà ngày đêm thương nhớ gạt đi nước mắt đến với người ta. Nằm buồn hiu buồn hiu. Em không gái gì đâu mà suốt ngày chỉ yêu quậy phá, tương lai còn dài phải nghĩ làm sao cho nhanh khá. Hết phá làng trên rồi đi phá xóm dưới, khi chán rồi lại chạy lang thang hay là do em muốn ở giá. Em đứa con gái lớn rồi, giờ đã suy nghĩ đã khác. Em sẽ ra đi trách nhiệm gia đình mình em gánh vác, dù cho buồn bã đi lấy chồng xa, cha mẹ quê nhà ngày đêm thương nhớ gạt đi nước mắt đến với người ta. Nằm buồn thiếu buồn thiếu, dậy đi em lòng hết đau chưa, kẻ người ta đừng có hay mơ lấy chồng, nhưng đời còn bao kẻ chờ. Dậy đi mua đồ nấu canh chua, về chỗ ba mày bữa cơm chua, cơ gì mà nằm buồn thiếu buồn thiếu. Chẳng có tay nồng nhiều. Phần rap của em là điểm 10. Chưa phần hát thì anh không có rành. Em hãy nhìn thẳng vào sự thật. 2, 3. Một, hai, ba, bốn, năm. Chỉ có 5 thôi. Khá là bất ngờ khi mình được quá nhiều cái bấm như vậy. Cái câu đọc rap của em rất hay, anh thích. Nhưng khi em vô hát á, nó không có hợp. Cái chất giọng của em nó không có hợp với cái bài này đặt vào cái điệu hip hop. Vì em là thí sinh mà, cho nên em nghĩ là mình vẫn chưa đủ kinh nghiệm để mà có thể vừa hát vừa đọc rap. Chị ước gì em có thể hát hay giống như là đọc rap thì sẵn sàng ban nhạc sẽ chọn em vào ngay. Chị rất là tiếc. Wow. Cảm ơn chị. Mong rằng em sẽ có thể đem được tiếng hát và những lời rap của mình đến với tất cả quý vị. Yeah. Xin mời Dương Triệu Vũ. Em rất là cá tính. Em ra đây và cho dù cái ngày hôm nay mà có kết thúc thì người ta vẫn nhớ đến một cô gái mặc cái áo bà ba với cái khăn choàng với em và đọc rap. Yeah. Ok. Chị Phi Nhung sẽ chọn em về đội của chị, bởi vì chị hát và nhờ em đọc rap thì đây là phần làm. Hồi nãy đáng lẽ em hát bài này em phải mời chị Phi Nhung lên hát cái bài đó. Chị rất là thích cái từ cái phong cách của em, rất là đặc biệt, nhưng mà theo chị là em nghiêng về đọc rap đi, rồi để cái giọng giọng hát để dành cho chị nha. Món món quà cho em nè. Em ơi, đây là món để em nấu canh chua. Đúng cái bài của em luôn. Yeah. Dậy đi mua đồ nấu canh chua, về cho ba mày bữa cơm trưa. Cớ gì mà nằm buồn yêu buồn yêu. Em sẽ đem nguyên liệu này về nhà nấu món canh chua để mời cho ban nhạc Quyền Năng cùng thưởng thức. Mời quý vị của chúng tôi tiếp nối chương trình. Phần dự thi của ca sĩ tiếp theo của chương trình Ban Nhạc Quyền Năng. Xin chào, mình là Lê Thái Sơn. Và nếu có 3 từ để mô tả chính xác nhất về mình thì mình nghĩ đó là đẹp trai, soái ca, nam thần. Nói giỡn thôi chứ mà mình thấy mình đẹp thiệt. Và đến với một cuộc thi với một format rất mới như là chương trình Ban Nhạc Quyền Năng thì mình ngoài việc dùng giọng hát và ngoại hình của mình để chinh phục Ban Nhạc Quyền Năng thì mình còn muốn gửi đến tất cả quý vị một hình ảnh Lê Thái Sơn với một giọng hát truyền cảm và một ngoại hình có thể thi hoa hậu. Mọi người ủng hộ cho mình nha.
hãy nói về cuộc đời. Khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì? Về bên kia thế giới, ngoài trống vắng mà thôi. Thùy ơi và tình ơi, như loài chim bói ca trên cặp nhọn trăm năm, tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời, trong vũng nước cuộc đời. Thùy ơi và tình ơi, đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao anh còn nợ em. Chim về núi ngàn, trời mơ mưa đêm, trời mơ nắng trôi qua dề. Em ơi, khi mà mình đạt cái danh hiệu soái ca thì thường mình phải đóng bao nhiêu tiền? Dạ, em có nghe một câu nói là điều gì nó sai mà mình nói cỡ 10 lần thì người ta cũng tưởng đúng. Nên em chưa biết điều này đúng hay sai, nhưng mà nói nhiều thì chắc người ta sẽ tin. Em đang làm hại mình rất là nghiêm trọng. Bởi vì trong ban nhạc có rất nhiều người, nhưng trong đó có một người, hễ ai mà đẹp trai hơn là đánh rớt. Em có biết người đó là ai không? Chắc em không biết đúng không? Bắt cho nên chứ ai? Đó cái gì? Anh Phong hả? Anh Phong! Anh Bách đang chỉ sang anh Tuấn Phong. Anh cho biết lý do đi anh Phong. Nãy giờ em mắt đờn quá trời, em đâu có bấm được. Em nói thì tướng miền Nam ghê hồn luôn, mắt đờn luôn. Ghê quá hả? Sao cái đó tiếng miền Nam chấp nhận mà. Quá có duyên luôn ban nhạc ơi. Từ ngữ mà có thể diễn tả hết cảm xúc lúc này là đã. Em thích cái bài hát này quá trời luôn. Em vậy đó hả? Em quá tuyệt vời, em không có gì để chê đi hết. Quý vị ơi. Lúc mà em hát xong là em đã đứng lên em vỗ tay, em nhớ không? Đó là tại vì anh rất là hài lòng về cái phần trình diễn của em. Cái quan trọng nhất đó, của những người mới vào nghề, hãy biết mình là ai và hãy biết mình đang đứng ở đâu. Ai cũng, chúng ta cũng đều là những hạt cát với những ước mơ thật cao để mà một ngày trở thành viên ngọc trai. Thế mà cho đến ngày mà chúng ta là ngọc trai thì hãy cứ nhớ là chúng ta vẫn còn là một hạt cát. Thật sự thì bản thân mình là một người rất hay rung và không bao giờ có suy nghĩ là mình hơn bất cứ ai cả thật sự. Lần sau lên đây mà toàn các anh em đứng với nhau thế này, đừng có nói mình soái ca đẹp trai gì, anh Huy anh không thích. Đấy, cho nên là vấn đề là anh đẹp nhất ban nhạc ở đây rồi. Và thưa quý vị, một tràng pháo tay chúc mừng. Thưa quý vị, bạn thí sinh tiếp theo, đây là bạn Mỹ Ngọc. Chúng ta cùng nghe sự chia sẻ của Mỹ Ngọc khi đến với chương trình Ban Nhạc Quyền Năng.
Hai mọi người, mình tên là Trần Mỹ Ngọc. Các bạn thấy hôm nay mình có thùy mị hay không? Nhìn mình vậy thôi, nhưng mà mình là một người rất mạnh mẽ, rất gan dạ. Một cô gái như thế này mà 12 giờ khuya lại bước vào một ngôi nhà hàng ở Đà Lạt để khám phá những điều hết sức là kỳ lạ. Đối với cuộc thi này thì Mỹ Ngọc nghĩ là tất cả các thí sinh ai ai cũng muốn được tỏa sáng. Và ngay bản thân Mỹ Ngọc cũng như vậy mà thôi. Mỹ Ngọc cũng không mong là ban nhạc có thể loại mình ở vòng đầu. Nếu mà thật sự loại ở vòng đầu tiên thì chắc là quê với bạn bè, với gia đình lắm á. Mọi người cho em chào với tay lớn hơn được không ạ? Em thì cuối cùng nên em cũng run lắm, phải người đầu tiên run rồi ạ. Cho em xin phép gửi cái kính này ra. Xuất hiện mắt kiến làm anh phải đổi mắt kiến theo bây giờ em lỡ ra rồi. Mình cố làm chiêu trò là đeo kính bằng áo khoác như thế này để một phần là bớt rung, nhưng mà thực sự là cái cảm giác rung trên sân khấu thì vẫn hiện diện trong mình. Em nghĩ là có ban nhạc có ai bấm không? Dạ chắc có. Đằng sau quay. Hai anh, có phải là vì hai anh thấy em xinh đẹp nên hai anh mới gây sự chú ý với em đúng không? Em biết điều đó. Anh khỏi hỏi, em biết điều đó. Chưa, gặp thí sinh cao thủ. Em hát
hát ok được đó, nhưng mà thật ra em phải nên chú ý ngay từ đầu. Dạ. Em vô ngay câu đầu tiên là em phô liền luôn. Dạ. Rất khó chịu, lên cao làm rớt. Đó làm cho các anh ở đây là cũng lên cao cả là rớt. Lên cao là rớt. Gần em ơi. Là lại rớt rồi, nó bực mình lắm, bực lắm. Dạ rồi, em biết anh rồi. Phức tạp cuộc đời quá. Ban giám khảo rất đơn giản. Xin mời Mạnh Quỳnh. Phong cách trình diễn của em rất là sống động, làm cho mọi người hăng say. Nhưng mà có thể đôi khi những cái đó làm cho em nó mình sung quá. Cho nên khi em cất giọng ca ra thì câu đầu tiên anh đã nghe giọng em phô rồi. Giọng ca cho nó chín chút xíu thì nó sẽ hay hơn. Dạ, cảm ơn anh ạ. Xin mời giám khảo Dương Triều Vũ. Hello. Em chào anh. Cái bài Cỏ Úa là một bài quá sức là quen thuộc với mọi người rồi. Nhẹ nhàng pop. Nhưng mà em lại đổi qua cái điệu phấn. Tức là em cũng rất là mạo hiểm. Em nghĩ là em sẽ dùng cái khả năng mà khuấy động sân khấu mình để thuyết phục khán giả cũng như là ban nhạc. Nhưng mà hôm nay em chưa thành công, tức là chút xíu xíu thôi. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ. Ok. Thì bây giờ Vũ sẽ chọn cho Ngọc bài một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh rất hay. Ta đã từng yêu. Em đã từng yêu. Dạ, em yêu nhiều lắm rồi ạ. Vậy thì được rồi đó. Cố lên. Thực sự là Ngọc không học qua một trường lớp nào hết. Mình hát theo bản năng, mình hát theo con tim. Thực sự là Ngọc đã hát hết mình rồi, mà chỉ có phần là run nên cái cảm xúc của mình nó bị trông chênh làm cho mình phô. Xin mời hai thí sinh còn lại cùng bước ra sân khấu. Thưa quý vị, và chúng ta có 5 người trong show này. Tiếp tục cuộc chơi, hiện nay đã có 3 người đi thẳng vào vòng trong. Như vậy, trong số 3 thí sinh hát lại, ban giám khảo sẽ là người quyết định 2 thí sinh sẽ đi tiếp tục và 1 người phải chia tay với chúng ta trong cuộc chơi. Và cơ hội đang trước mắt tất cả mọi người. Ai sẽ là người hát đầu tiên? Sẽ bên tôi nặng buông nhẹ, sẽ có lúc tôi như tan đi trong trái tim em nặng buông nhẹ. Người ơi tôi còn thương còn nhớ, gương đêm em giờ đang say đắm với ai, cớ sao lại đổi thay. Giờ đang sao xuyên với ai? Em nói đi em, oh. Trả lời tôi đi, baby. Đừng hồ em là tim ngừng trái tim tôi rồi. Đừng baby. Rồi thì mình đã có cơ hội được trải nghiệm cảm giác hồi hộp ra làm sao, lo lắng như thế nào khi mà phải thể hiện các khúc backup. Ừ.
đò ai không bến hò, đò ai không bến vẫn dương câu hò. Đôi bờ dài chỉ hai cứ ngóng trong hoài bóng con đò xưa, biết người xưa kia giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm dài tóc chỉ giờ như đã dòng sông bên nước con đò đã phai còn nhau, lều tranh vách đá dây trầu quấn quanh hàng cao, trăng vàng trăm năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình lờ theo nước trôi. Ngoài kia gió lớn biết chiều nay nước trôi về đâu, đò ai không bên câu hò buồn biết trôi về đâu, nhung nhớ cũng đành ru lại câu hò thủy chung, nhung nhớ cũng đành như một con đò lẻ. Một bão tố mưa dầm ướt con đò xưa, lòng nghe buộc giá con đò bỗng quay về đây, thấy người xưa kia gặp không may, thương lòng chị hai trào nước mắt dần lắm khung đành ru lại câu hò thủy chung, dần lắm câu hò thủy chung. Bài thi thứ hai đã thi xong nhưng mà Phượng cảm thấy Phượng hát chưa có được tốt. Còn gì mà tìm đến nhau nữa khi chúng ta không cần nhau, còn gì mà lừa dối nhau nữa khi trái tim không còn đâu. Gặp lại rồi mình sẽ ra sao, làm gì tìm lại được phút ban đầu, hoặc là mình lại cần níu chân nhau sâu ngã đời nhau. Đời tình mình còn chung lưu luyến, em đã khuyên anh đừng đi, lời nhẹ nhàng nào cũng tan biến, anh nhận thức đâu mà chi. Rồi miên man vào những đêm vui,
bao nhiêu cuộc tình chỉ thoáng qua thôi, rồi ta tới trở về giữa đơn côi buồn không anh hỡi. Em từng yêu trong tình yêu quá ngây thơ, từ yêu một mình bơ vơ, đã biết anh hững hờ. Bao cuộc vui đã tan nơi chốn xa xôi, tìm về bên em. Còn lại xót xa thôi, đang như bên dạng mây trôi, anh đã có em rồi. Đâu còn chi mà anh đã xa đi, một lần phân ly tình xưa giờ mãi không quay về. Em từng yêu trong tình yêu quá ngây thơ, từ yêu một mình bơ vơ, đâu biết anh hững hờ. Bao cuộc vui đã tan nơi chốn xa rồi, tìm về bên em, anh đã sống đến. Những tình ơi chỉ còn lại xót xa thôi, đang như bên dạng mây trôi, anh đã quên em rồi. Đâu còn chi mà anh đã xa đi, một lần phân ly. Tình xưa sẽ mãi không quay. Xin chúc mừng Mỹ Ngọc. Thưa quý vị, ba thí sinh chúng ta vừa hoàn thành ba bài hát theo yêu cầu của ban giám khảo. Thưa quý vị và các bạn, các thí sinh hát lại, ban giám khảo sẽ là người quyết định chiếm nhiều sự đồng ý lá phiếu màu xanh thì trở thành người chiến thắng để có thể đi tiếp với những bạn đã vào thẳng vòng trong. Còn trường hợp hai thí sinh có sự lựa chọn giống nhau, thí dụ có hai phiếu màu xanh, một phiếu màu đỏ và hai người cũng giống nhau như vậy, thì chính nhạc trưởng Đức Huy sẽ là người quyết định thí sinh nào bước tiếp vòng trong. Bây giờ thì quyết định của ban giám khảo với thí sinh Mỹ Ngọc sẽ như thế nào ạ? Ba anh em đã bàn thảo với nhau và theo em á thì em sẽ cho bạn một màu rất là đối nghịch với cái áo mà bạn đang mặc, đó chính là màu xanh. Giám khảo Phi Dung. Tiếng hay lùi, trời ơi. Tôi chọn màu đen. Oh yeah. Và giám khảo Mạnh Quỳnh, màu xanh hay không? Cảm ơn mọi người, cảm ơn ban giám khảo ạ. Xin được chúc mừng em. Nhã Phượng như thế nào ạ? Giọng Nhã Phượng rất ngon, nhưng mà cái cách hát của Nhã Phượng những cái nốt thấp chưa có tới lắm. Và quyết định em của Phi Nhung như thế nào ạ? Không đồng ý. Dương Triệu Vũ thì sao ạ? Xin lỗi Phượng nha. Đối với Mạnh Quỳnh thì mỗi người đều có một cái kiểu hát khác nhau, một cái giọng khác nhau. Mà nãy giờ anh ngồi anh nghe em hát bài rồi của họ anh rất là thích. Quỳnh sẽ cho em màu xanh. Xanh! Vẫn còn cơ hội, xin mời em qua đây. Bây giờ ai sẽ là người có ý kiến trước từ ban giám khảo? Hôm nay tuy là cái phần hát của em nó chưa có được chuẩn 100%, nhưng mà nó có thể chấp nhận được. Vũ sẽ cho em một vé để tiếp tục vào trong vòng sau. Chúc mừng Việt Khánh, bạn đã có được một vé từ giám khảo Dương Triệu Vũ. Mạnh Quỳnh thì sao ạ? Nè, cho em cái đỏ. Không đồng ý. Giám khảo Phi Nhung. Chị đồng ý với lại Dương Triệu Vũ, chọn em. Cảm ơn chị. Như quý vị thấy, với thí sinh Nhã Phượng, chúng ta có một lần xanh từ giám khảo Mạnh Quỳnh. Trong khi đó thì bạn Việt Thắng được đến hai lần xanh. Như vậy có nghĩa rằng chúng ta đã có kết quả là Việt Thắng là người đi tiếp vào vòng trong. Và những lời tâm tình của tất cả chúng tôi cũng như sự yêu thương dành cho bạn Nhã Phượng, xin được cảm ơn bạn đã đến với chương trình, đã hết mình cùng chúng tôi. Chúng tôi xin được chúc mừng năm gương mặt của show hôm nay đã bước vào vòng trong. Thưa quý vị, vòng 1 của chương trình bao gồm 4 tập.
Ở tập 1 của chương trình, anh lựa chọn được 5 thí sinh xuất sắc và kết thúc tập 2 hôm nay, 5 gương mặt mới đã xuất hiện. Như vậy, rồi đến nay, chúng ta đã có 10 thí sinh đã được đi tiếp vào vòng trong. Thưa quý vị, tiếp tục có 10 thí sinh ưu tú khác lựa chọn trong tập 3 và tập 4. Quý vị các bạn thân mến, quý vị vừa đến với chương trình Ban Nhạc Quyền Năng, xin được chúc mừng các khuôn mặt bước vào vòng trong. Và chúng tôi xin gửi món quà đến bạn Nhã Phượng. Một ngồi lại nhấp chén say, lắng trong lòng mình những đắng cay. Ngày dài thấm thoát rơi, muốn quên đi những phận bèo trôi. Ngọc ngà cũng mây phèn, lắng trong buồn hoài cũng thấy quen. Buồn buồn ngó gót sen, chắc sao cõi đời này đỏ đen. Chờ người đã cho nhau những đêm lạnh lùng, chờ người đâu thấy người còn hoài xa cách xa, một mình trong đêm lắng nghe gió à. Một tràng vỗ tay thôi mọi người ơi. Lặng trong lòng mình những đắng cay, ngày dài thấm thoát rơi, muốn quên đi những phần bèo trôi. Ngọc ngà cũng mây phèn, lặng trong buồn hoài cũng thấy quen. Ngồi buồn ngó gót sen, trách sao cõi đời này đỏ đen. Gian được quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với chị Nguyễn Hải Yến. Thời gian 10 giây bắt đầu. Mọi người ơi, cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn với cô gái này. Xin chào bạn.
Dạ vâng, lời nói đầu tiên thì cho phép em xin gửi tới 4 vị khách mời cũng như anh MC và toàn thể quý vị có mặt trong trường quay buổi tối ngày hôm nay. Thì em tên là Hà Tiểu Ni ạ. Ồ, tên đẹp quá vậy. Xin chào Hà Tiểu Ni, công việc hiện tại của Ni là ca sĩ chuyên nghiệp hả? Dạ em ca sĩ bán chuyên thôi ạ. Ca sĩ bán chuyên, vâng, rất khiêm tốn. Bởi vì giọng hát của bạn rất hay. Và khi mà bạn vừa bước ra thì cái ngoại hình này làm Khanh nghĩ đến ngay ca sĩ gốc hát bài này đúng không anh Quốc Thiên? Giống quá, giống chị Linh đúng không? Giống bạn Linh đúng không? Rồi người bạn thân kìa lên tiếng đi. Dạ. Nhìn cái vóc dáng và cái mái tóc thì Linh cũng đang để cái mái tóc này cũng rất là giống. Hôm nay khi mà nghe chị Yến với Tiểu Ni hát thì Thiên thấy được cái sự chắc chắn của cả hai người ấy. Bạn giữ được cái sự bình tĩnh trong giọng hát, cái sự tự tin để hát. Cái điều đấy là điều mà Thiên rất là khích lệ. Còn về cái bài hát này thì một bản phối mới và Thiên thích cái cách hát lưu trai của bạn. Nó rất là ma mị. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Thiên. Và hơn hết là chị Nguyễn Hải Yến và Hà Tiểu Ni chưa hề tập luyện với nhau. Dạ. Dạ, đó mới là sự ăn ý mà chúng ta đang thấy. Anh dạ. Minh Luân, anh nghĩ gì? Hai cái tiết mục mở màn ngày hôm nay nó quá ấn tượng đi. Thật sự hai bạn quá bản lĩnh, tức là từ bạn Bình cho đến bạn Ni cũng vậy. Nếu mà được lựa chọn giống như khán giả ngồi đây là chắc chắn là Luân sẽ chọn phím A. Dạ vâng. Để cho lựa chọn cho Ni. Cảm ơn chia sẻ của anh Minh Luân. Và đó chỉ mới là hai người chơi trong số 8 người chơi mà lần lượt chúng ta sẽ gặp họ sau 2 tuần phát sóng. Khanh cũng muốn khẳng định lại ở một điểm là chương trình đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và đã sàng lọc được, chọn ra những giọng hát có thể hát được nhiều dòng nhạc khác nhau. Điển hình như là Võ Nghi Bình mà chúng ta đã nghe vừa rồi, bây giờ là Hà Tiểu Ni. Còn bây giờ thì Khanh xin một tràng pháo tay nữa dành cho tiết mục của chị Nguyễn Hải Yến cùng với Hà Tiểu Ni. Và trước khi chúng ta đến với những phần hấp... Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Và bây giờ giữa diễn viên Lê Phương hay là anh Hamlet Trương thì không biết anh Thanh Thức sẽ lựa chọn nghệ sĩ nào tiếp tục biểu diễn. Thôi chọn Hamlet Trương lên đi, thể hiện đi. Vậy thì anh Thanh Thức đã chọn anh Hamlet Trương. Và anh Hamlet Trương đã lựa chọn ca khúc Lan và Điệp 4, một sáng tác của chính mình. Xin mời anh Hamlet Trương lựa chọn với 10 giây suy nghĩ và đưa ra quyết định. Thời gian bắt đầu. Thời gian kết thúc, xin mời anh đã chọn căn phòng số 5. Rất là dễ đoán đúng không? Dạ. Thưa quý vị, bài hát Lan và Điệp 4 lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu cùng với danh ca Như Quỳnh, cho nên là sẽ không khó để chúng ta có thể biết là mình sẽ chọn căn phòng số 5 là người thể hiện bài hát này. Và chúng tôi đang rất nóng lòng thưởng thức tiết mục này. Đó là Lan và Điệp 4, một sáng tác rất tuyệt vời của anh Hamlet Trương. Một tràng pháo tay nữa thưa quý vị. Và cảm ơn anh vì đã hỗ trợ hết mình để cho người chơi thật sự tỏa sáng. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị bắt đầu.
ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với cô gái vừa hát song ca với anh Hamlet Trương. Xin chào bạn. Dạ. Lời đầu tiên cho em xin cảm ơn anh Hamlet Trương, tác giả của ca khúc đã song ca với em ạ. Em là Mỹ Châu, em xin gửi lời cảm ơn đến anh chị khách mời và các anh chị khán giả ở đây rất là nhiều ạ. Xin chào Mỹ Châu, rất là vui bởi vì tiếng hát của bạn chạm được vào trái tim của Khanh. Tin chắc là không chỉ riêng Khanh đâu mà có rất nhiều khán giả ở đây cũng như vậy. Một lần nữa lại cảm ơn Trương rất là nhiều. Em đã chịu gọi là lép vế để mà em nâng giọng hát của Mỹ Châu. Còn đối với Mỹ Châu thì giọng của em ngọt ngào lắm. Và em hát cái bài hát này đó, đúng là cái nội tâm của em nó có đặt trong bài đó, trong cái bài hát của Hamlet Trương. Nhưng mà anh nghĩ rằng không phải là bài hát này đâu, mà tất cả những bài hát gì mà nói về dân ca trữ tình nó rất hợp với giọng hát của em. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chia sẻ của anh Long. Khanh mời anh Hamlet. Bạn rất là ngọt ngào. Và bạn có cảm giác là mình đang thật sự được hòa vào câu chuyện Lan và Điệp. Ban nãy là mình có thấy cái chuông ở đây luôn á, chuẩn bị nghe tiếng gõ chuông chùa luôn rồi. Nghĩa là hình dung ra được cả cái hình ảnh. Dạ. Đó. Và hôm nay là bạn diễn lại, tiếp tục dẫn chương vào cái câu chuyện của chính mình đã viết. Đây là một cái cảm giác rất là đặc biệt. Cảm ơn Hamlet rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chỉ còn một tiết mục song ca cuối cùng nữa thôi, trước khi chúng ta biết kết quả của hai người chơi có phần trăm bình chọn cao nhất. Nhưng mà bây giờ hãy cùng Khanh giải lao trong ít phút quý vị nha.